Và các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha EZF-ER25 2.9 chốt giá uy hiếp Kawasaki Ninja 250 2.9 ra mắt vào tháng 1 trước đó cùng với chiếc Yamaha Kaiser 900 CT. Các chiếc Yamaha EZF-ER25 2.9 hiện nay đã được chốt giá bán chính thức rơi vào khoảng 19.888 AM, tương ứng khoảng là 114 triệu Việt Nam đồng. Một cái mẫu xe kỷ niệm 20 năm ra đời của EZF-ER1 được Yamaha chăm chút cũng rất kỹ. Được biết phiên bản ER25 2.9 sẽ được tăng tốc độ tối đa thêm 8 km/h, gần giống như phiên bản là EZF-ER1 và EZF-ER6. Nhờ khung xe được hạ thấp cái trọng tâm, từ đó giúp cho xe có khả năng bứt tốc tốt hơn. Như vậy động cơ xe dường như là không có quá nhiều thay đổi so với mẫu xe hiện tại. Cái chiếc EZF-ER25 2.9 vẫn dùng cho mình cái động cơ xăng đôi thẳng hàng với cái dung tích là 249cc đi kèm cùng với một hộp số 6 cấp làm mát bằng chất lỏng, sinh ra cái công suất đa lên tới là 35,5 lực tại một tour 12.000 vòng/phút, cùng với một cái mô me xoắn cực đại là 22,6 cm tại giải tua máy là 10.000 vòng/phút. ER25 2.9 chỉ nặng 166 kg, tương tự như cái chiếc là ER25 thời trước đó. Bình nhiên liệu cũng được định hình có dung tích là 14 lít. Cái chiều cao yên thấp hơn 22mm so với là 780mm của cái mẫu là 2018. Được biết cái chiếc Yamaha EZF-ER25 2.9 có hai tùy chọn màu sắc là đỏ mờ và xanh ánh kim. Và bên cạnh đó xe có thiết kế một cái màn hình LCD cung cấp đầy đủ những thông tin về vận hành như tốc độ, mức xăng, quãng đường. Cái bộ phục trước là cái loại đảo chiều chứ không còn là cái phục ống lồng thông thường như phiên bản đời trước. Các thay đổi ở hai bên sườn và đuôi xe không có quá nhiều thay đổi. Cái mẫu xe này vẫn dùng cái thanh tay lái cái dạng tip on, yên xe tách tầng, ống xả hai tông và cái đèn Dulux. Đây được xem là thủ cạnh tranh đáng gờm của phiên bản Kawasaki Ninja 210 và Honda Super R250 SR trong cái năm nay. Và ở thị trường Việt Nam hiện có hai phiên bản là Yamaha EZF-ER3 và ER15 với mức giá bán lần lượt 139 triệu đồng và 79 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi đến màn video tiếp. Nhớ like, share, subscribe.